Martian hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 9. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Trên sân lúc này, Lục Hải Đào chỉ có thể há lớn miệng, dùng cả tay chân bỏ ngược về phía sau. Lục Hải Yến như bị điên, vừa đá vừa cắn, nhưng bị Lục Đại Xuân ra sức ôm lấy nên cũng không làm gì được ngoài việc gào khóc. Lục Thiên Trường hơi nhíu mày, dùng ngón tay chỉ Lục Hải Yến, chậm rãi nói: "Con muốn mẹ con còn sống thì nên hợp tác một chút đi. Chú à, tôi cầu xin chú thả Hải Đào ra đi. Tôi và Đại Xuân, chuyện gì tôi cũng đồng ý với ông mà." "Yến Tử, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Lục Thiên Trường quát lên một tiếng lớn: "Em trai con đã phạm tử tội, nó mà không chết, toàn thôn chúng ta cũng xong đời." "Đúng đó, không thể vì một gia đình các người mà hại tất cả chúng tôi được." Một người thôn dân xách kệ gỗ la lớn, tiếng phụ họa lại nổi lên ngay sau đó. "Đại Giang, ngươi tới trước đi." Lục Thiên Trường vung tay lên nói: "Sau này phần của Lục Hải Đào sẽ chia cho ngươi." Người thôn dân tên Đại Giang do dự bước tới. Lục Thiên Trường lại hét lớn: "Pháp luật không xử tội đông người đâu, ngươi sợ cái gì? Mọi người ai cũng phải đánh, ai đánh trước thưởng 2.000 tệ. Đại Giang hai mắt đỏ ngầu, thét lên một tiếng rồi giơ gậy lên đánh xuống. Lục Hải Đào bị đánh một gậy trúng đầu, cả người đều gục xuống, máu tươi đột nhiên phun ra tung tóe. Có lẽ là do máu, có lẽ là do 2.000 tệ kia, cũng có thể là do câu pháp luật không xử tội đông người. Thú tính của tất cả mọi người trong tích tắc đều nổi lên. Phía sau Đại Giang, một rừng gậy gộc, giáo mác và cuốc xẻng giơ lên, tiến thẳng đến chỗ Lục Hải Đào đang nằm trên đất. "Dừng tay!" Phương Mộc rốt cục không nhịn được, liều mạng giấy thoát khỏi hai thôn dân phía sau, vừa lăn vừa bò bổ nhào tới, túm Lục Hải Đào lên kéo về phía sau. Thôn dân vẫn đang tiến về phía trước vội vàng ngừng tay lại, trên mình Phương Mộc vẫn trúng mấy gậy. "Các người điên hết rồi sao?" Phương Mộc thét lên, cậu khó mà tin vào tất cả mọi chuyện trước mắt. Cậu biết Lục Thiên Trường muốn dồn Lục Hải Đào vào chỗ chết, nhưng cậu không bao giờ nghĩ ra Lục Thiên Trường lại chọn cách giữa ban ngày ban mặt bảo toàn thể thôn dân hành sự giết người. "Cậu chớ có nhiều chuyện." Lục Thiên Trường sắc mặt lạnh băng nói: "Đây là chuyện của thôn chúng tôi." Phương Mộc định vạch trần việc Lục Đại Xuân giết chết Lục Tam Cường, nhưng xem ra hiện tại sẽ không có người nào tin tưởng cậu. Đám thôn dân muốn giết Lục Hải Đào không phải vì thay Lục Tam Cường báo thù, mà là vì muốn duy trì cuộc sống không làm mà vẫn được hưởng. Vật chất có thể khiến cho con người biến thành dã thú, bất luận ở phồn hoa đô thị hay là thâm sơn cùng cốc, đều là chân lý không thể bàn cãi. Cùng dã thú nói chuyện đạo lý, đó không phải là một phương pháp hay. Thế nhưng Phương Mộc hoàn toàn không còn cách nào khác. "Mọi người hãy tỉnh táo một chút đi. Cho dù giữa các người có giao ước gì đi chăng nữa, cũng không thể giết người." Phương Mộc vừa ra sức bảo vệ Lục Hải Đào, vừa giang hai tay ra để chứng tỏ mình không có ác ý. "Tam Cường đã chết, chuyện này không có cách nào cứu vãn được nữa. Các người phải..." Phương Mộc đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhói. Cậu cúi đầu xuống, thấy đôi tay của Lục Hải Đào đã thò vào trong ống quần cậu, móng tay bấu thật sâu vào bắp chân. Đầy mặt Lục Hải Đào đều là máu. Cậu ta không hề để ý mọi việc xung quanh, khẽ kêu một tiếng. Dưới lớp máu, đôi mắt cậu ta phóng ra một thứ ánh sáng chưa từng có, ra sức nhìn chằm chằm Phương Mộc. Phương Mộc chân đau đến mềm nhũn, cậu như muốn ngã khuỵu xuống đất. "Hắn điên rồi, đánh chết hắn, đánh chết hắn đi." Trong đám người truyền ra một tiếng thét, đám thôn dân vừa mới lui về phía sau lại một lần nữa tiến tới. Phương Mộc cố chịu cơn đau thét lớn: "Mọi người đừng kích động, giết người thì phải đền mạng. Các người giết Lục Hải Đào, ai cũng đều không thoát tội đâu. Họ có thể bắt toàn bộ chúng ta được sao? Các người phải tin tôi, ngàn vạn lần tỉnh táo một chút. Xã hội cần phải tuân theo pháp luật." "Cái gì mà pháp luật? Pháp luật có thể cho chúng ta cái ăn cái uống hay sao? Có thể cho chúng ta tiền tiêu hay sao? Tiền và mạng thì cái nào quan trọng hơn?" Phương Mộc bỗng giống lên: "Vì để có cái ăn cái ở, có tiền tiêu mà các người sẵn sàng giết người hay sao? Nó không chết, chúng ta cũng phải chết." Lục Thiên Trường hô to: "Đừng nghe cậu ta,
Đánh cho ta. Câu nói này dường như đã kích thích đám thôn dân. Vô số gậy gộc và giáo mác vung lên trước mặt Phương Mộc. Rất nhanh, trên đầu trên người Phương Mộc cũng bị đánh mấy gậy rất nặng. Sau cơn đau nhức đó là sự chết lặng. Trong hốt hoảng, Phương Mộc ý thức được rằng trước mặt cậu không phải là khuôn mặt của những con người. Bọn họ không có mắt, trên gương mặt đáng ra nên lấp loáng ánh sáng, nhưng bây giờ chỉ quanh quẩn một màu đen tối. Cá mù, Phương Mộc bỗng nhiên nghĩ đến những con cá kia. Vì bản thân chúng không thấy ánh sáng mặt trời nên đã mất đi thị giác. Trong khi đó, tâm hồn của họ hoàn toàn bị dục vọng che đậy. So với những con cá mù kia thì có khác gì nhau đâu chứ. Từ trong đáy lòng Phương Mộc đột nhiên tràn ngập một cảm giác tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng này lại được thôi thúc bởi sự phẫn nộ khôn cùng. Đột nhiên, một cây gậy đánh lên bờ vai Phương Mộc. Phương Mộc tiện tay bắt lấy nó, đoạt lấy, lập tức vung tới trước mặt mọi người. Máu từ trên đầu chảy xuống, chảy vào trong mắt của cậu. Phương Mộc vừa dùng tay lau, vừa giơ gậy lên chỉ vào những thôn dân hung hãn thét lớn. Tất cả đứng im cho tôi! Tôi phải... Bỗng ngay sau phía cậu, chuyển tới một tiếng động trầm đục. Những thôn dân trước mặt Phương Mộc đều phát ra những tiếng hét kinh hãi. Cậu vô thức quay đầu lại, lập tức cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng. Lục Hải Đào đang mềm nhún ngã xuống, hỗn hợp óc cùng với máu từ lỗ thủng trên đỉnh đầu ỏng ọc chảy xuống. Miệng cậu ta mở to, hai mắt trợn trừng, tựa như đang vô cùng ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Lục Hải Yến đang cầm một cái búa, cô cắn chặt hàm răng, hai mắt nhìn chằm chằm em trai còn đang co giật. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cho đến khi Lục Hải Đào chút hơi thở cuối cùng, Lục Hải Yến mới lảo đảo cúi đầu chậm rãi đi đến trước mặt Lục Thiên Trường. Lục Thiên Trường cũng đang vô cùng kinh hãi, thấy Lục Hải Yến đi tới, tư thế lại như muốn chạy trốn. Nhưng trái lại, Lục Hải Yến lại ngoan ngoãn giao cây búa cho Lục Thiên Trường. Lục Thiên Trường vô thức nhận lấy, làn môi mấp máy vài cái, nhưng nhất thời không biết nói cái gì, chỉ lắp bắp được mấy chữ. Ngoan, đứa nhỏ ngoan. Lục Hải Yến bỗng ngẩng mạnh đầu lên, phía sau mái tóc dài che kín khuôn mặt đột nhiên bắn ra hai ánh mắt sắc lạnh. Ngay sau đó, làn môi của cô liền giống như một con dã thú chu lên, lộ ra một hàm răng trắng nhợt. Cô hét lên, tiếng hét phảng phất như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào màng nhĩ của mỗi người. Cuối cùng, cô lặng lẽ cúi người xuống, cõng Thôi Quả Phụ đã chết ngất lên lưng, không thèm ngó Phương Mộc một cái, mà từ từ bỏ đi. Mãi cho đến khi cô biến mất, đám người mới bắt đầu lục tục bỏ đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân, Phương Mộc cùng một vài thôn dân. Lục Thiên Trường hướng Lục Đại Xuân thì thầm mấy câu. Ngay lập tức, Lục Đại Xuân liền chỉ huy hai thôn dân kéo thi thể Lục Hải Đào đi. Mặt khác, một vài người cũng nghe theo lệnh, đi tới vây quanh Phương Mộc. Từ trong kinh hoàng cực độ, Phương Mộc dần dần phục hồi tinh thần. Cậu thở ra một hơi, nhìn Lục Thiên Trường, cười lạnh rồi nói. Đến phiên tôi, phải không? Nhưng Lục Thiên Trường lại lắc đầu nói. Không, tôi không muốn giết cậu. Cậu đi đi. Phương Mộc bỗng mở to hai mắt, ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Vì sao ông lại không giết tôi? Đúng vậy. Vì sao tôi lại không giết cậu nhỉ? Lục Thiên Trường vẻ mặt vô cùng sảng khoái, châm một điếu thuốc rồi nói tiếp. Nếu như cậu đem chuyện xảy ra hôm nay kể ra, bất kỳ người nào khác cũng sẽ hỏi như vậy. Phương Mộc nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói. Thì ra là vậy. Sẽ không có ai tin tôi, đúng không? Tôi có thể làm cho thôn này từ trước đến giờ không hề có hai người tên là Lục Hải Đảo và Lục Tam Cường. Nhưng cậu thì không được. Nếu như cậu mất tích, người nhà hoặc bạn bè của cậu sẽ tìm kiếm cậu khắp nơi. Có lẽ sẽ tìm đến nơi này. Cho nên cậu nên quên nơi này đi. Lục Thiên Trường bỗng ngắt lời Phương Mộc. Coi như tất cả mọi chuyện đều chưa từng phát sinh. Nếu như cậu không muốn tự tìm phiền toái cho bản thân. Chỉ có điều, tôi muốn cảnh cáo cậu. Nếu như cậu tiếp tục đến đây nữa, thì đừng trách tôi. Phương Mộc nhìn chằm chằm ông ta vài giây, mắt khép hờ, rồi nhẹ nhàng nói. Được.
Để tất cả đồ của cậu ở lại, tôi sẽ sắp xếp xe rồi chở cậu ra ngoài. Vừa dứt lời, ông ta giẫm qua vũng máu đá đông cứng trên mặt tuyết, xoay người rời đi. Cô y tá có vẻ vô cùng căng thẳng khi chăm sóc người bệnh nhân này. Động tác thay băng vừa rồi của cô hơi mạnh tay. Nếu là một bệnh nhân khác thì đã sớm la lên đau đớn. Nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích, dường như đang mải mê suy nghĩ một vấn đề gì đó. Đôi mắt chòng chọc nhìn về phía trước mặt. Kể từ đêm hôm đó, khi anh ta được một chiếc xe khách qua đường đưa tới, vẫn giữ nguyên bộ dạng này. Trên người anh ta lúc đó chỉ mặc quần áo lót, da đầu nhiều chỗ bị thương, phần mềm trên cơ thể cũng bị bầm tím nhiều nơi, dưới chân có một vết thương rách toạc ra. Lúc khâu lại vết thương, anh ta như không có cảm giác đau đớn gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Bệnh viện vốn tưởng anh ta là một bệnh nhân tâm thần bị lạc đường, định đưa tới trạm cứu trợ. Nhưng anh ta đột nhiên yêu cầu gọi điện thoại, sau đó nằm yên lặng trên giường bệnh, không ăn, không uống, không ngủ. Cô y tá xoay người bước ra cửa. Vừa mới kéo cửa ra, một người thanh niên vội vàng xông tới, thiếu chút nữa đã đâm sầm vào người cô. Xin lỗi cô. Người thanh niên vội vàng xin lỗi, nhưng ánh mắt lại không rời người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Anh ta chỉ nhìn thoáng qua, lông mày liền nhíu chặt lại. Phương Mộc, sao bộ dạng cậu lại trở nên như vậy? Người bệnh nhân bỗng mỉm cười nói. Tiêu Vọng, cậu có mang quần áo đến cho tôi không? Trên đường trở về thành phố C, Phương Mộc thấy Tiêu Vọng lén nhìn mình qua kính chiếu hậu. Cậu khẽ cười, lập tức cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội từ mấy vết khâu trên da đầu truyền tới. Ai đã làm cậu thành ra như vậy thế? Phương Mộc lắc lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Tiêu Vọng. Cậu gặp rắc rối như vậy, sao không đến cục công an tìm người giúp? Nơi đó là địa bàn của chúng ta mà. Vừa nói, Tiêu Vọng vừa quăng một điếu thuốc cho Phương Mộc. Phương Mộc châm thuốc, hít một hơi, từ từ nhả khói. Tôi không muốn làm phiền mọi người. Tiêu Vọng nhìn thấy vẻ khó xử của Phương Mộc nên không tiếp tục hỏi nữa, nhấn ga tăng tốc. Khi họ về đến thành phố C đã là giữa trưa. Phương Mộc bảo Tiêu Vọng đưa cậu về thẳng nhà mình. Trở về nhà, Phương Mộc lao đầu ngã lăn xuống giường, trong nháy mắt liền chìm vào giấc ngủ. Lúc cơn đau làm cậu tỉnh giấc, khắp nơi đã lên đèn. Phương Mộc lặng lặng nằm một lúc rồi mới đứng dậy, lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra nấu ăn. Sau khi ăn xong, cậu lục lọi trong phòng một lúc lâu mới tìm thấy nửa bao thuốc lá đã hơi ẩm. Không bật điện, cậu lặng lẽ ngồi trong phòng khách châm thuốc hút, cảm nhận rõ ràng từng cơn đau nhức từ vết thương truyền đến. Ngày mai Phương Mộc phải tới sở, nhưng cậu không muốn gặp bất kỳ ai. Nếu như có thể, cậu sẽ ngồi mãi trong bóng tối như thế này. Trước mắt sống hay chết dường như đối với Phương Mộc đã không còn là chuyện mới mẻ. Chỉ có điều cậu chưa bao giờ lùi bước trước mặt kẻ thù, cho dù là kẻ đó rất hung tàn cũng quyết cùng hắn ta sống chết. Nhưng ở trước tử đường của Lục Gia Thôn, cậu đã lùi bước. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đám người đó có thể ngang nhiên cướp đi tính mạng của một con người như vậy. Không nghĩ nổi, vì ham muốn hưởng thụ vật chất lại có thể khiến cho một tập thể người biến thành dã thú. Càng không thể tưởng tượng nổi tỉnh thân trong nháy mắt lại biến thành động cơ giết người. Cũng như cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể chứng kiến một tội ác trắng trợn đến như vậy. Dường như Phương Mộc đã bị sự thật khó tin này làm cho kinh hoàng, cho tới khi Lục Đại Xuân lột áo ngoài của cậu, đấm đá túi bụi. Cuối cùng là lúc cậu bị đẩy từ trên chiếc xe tải đang lao vù vù xuống đường nhựa. Ngay cả một chút ý thức phản kháng cậu cũng không có. Cậu thậm chí còn tin rằng đây mới chính là xã hội loài người, cá lớn nuốt cá bé, chính là quy tắc. Có tiền thì muốn làm gì cũng được. Thế giới trong mơ của cậu trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Từ nay trở đi, đen trắng lẫn lộn, ma quỷ hoành hành tác quái khắp nơi. Nếu đúng là như vậy, cứu giúp Hình Cục Phó thì cũng có tác dụng gì? Nếu đúng như vậy, Đinh Tụ Thành hy sinh cũng đâu có giá trị gì? Nếu đúng như vậy,
hai chữ cảnh sát này quả thực không còn ý nghĩa nữa. Khi đối mặt với sự khiêu khích của Lục Thiên Trưởng, Phương Mộc lại tham sống sợ chết. Chỉ mấy phút trước, khi cậu đưa ra lựa chọn này, Lục Hải Đào đã bị giết chết ngay trước mặt một người cảnh sát như cậu. Một chút lương thiện còn lại, toàn bộ hy vọng sống đều gửi gắm vào người thanh niên bên cạnh. Nhưng rồi, cậu ta cũng đành tuyệt vọng, bất lực mà chết đi. Nước mắt rốt cục cũng trào xuống trên gương mặt Phương Mộc. Nửa bao thuốc chỉ còn lại một đống đầu lọc bừa bộn. Phương Mộc đột nhiên muốn uống rượu. Cân nhắc một hồi, Phương Mộc quyết định đến tiệm tạp hóa. Lúc đi trong hành lang tối đen, Phương Mộc đột nhiên ý thức rằng bản thân mình thật hèn nhát, đến nỗi ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Xách hai chai rượu trong tay, Phương Mộc không muốn nhìn bất kỳ ai. Cậu lặng lẽ cúi đầu nhanh chóng rời đi. Lúc sắp ra khỏi cửa tiệm, khóe mắt lại liếc chiếc điện thoại trên quầy hàng. Cậu nghĩ ngợi, rồi cầm lấy ống nghe, bấm một số điện thoại. Alo. Giọng nói mệt mỏi của chị cả Triệu từ trong ống nghe truyền tới, còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Xoang mũi Phương Mộc trong phút chốc bị nước mắt chặn lại, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Ai thế? 10 phút sau, Phương Mộc mới khó nhọc đáp. Chị Triệu. Là tôi đây. Là cậu à, Tiểu Phương? Cậu về rồi sao? Tiếng của chị cả Triệu vui vẻ hẳn lên. Cậu đang ở chỗ nào thế? Sao không dùng điện thoại di động của cậu mà gọi? Chị Triệu, cô bé đó như thế nào rồi? Phương Mộc cố sức nói bằng giọng bình tĩnh, không để cho chị Triệu nghe thấy là mình đang nghẹn ngào. Rất tốt. Sao? Để ở chỗ chị Triệu này mà còn không yên tâm à? Yên tâm. Rất yên tâm. Phương Mộc lau nước mắt rồi nói tiếp. Chị hãy hết sức để tâm, bất luận như thế nào, đừng để người khác nhìn thấy nó. Ừ, tôi nhớ rồi. Phương Mộc này, cậu đang làm chuyện gì, chị không biết. Cậu không muốn nói, chị cũng không hỏi. Chỉ cần chị có thể giúp đỡ thì cậu cứ nói ra. Chỉ có điều, bất luận cậu đang làm chuyện gì thì cũng nên cẩn thận một chút, biết không? Dạ. Phương Mộc liên tục gật đầu, mặc cho nước mắt đang rơi xuống mặt quầy. Vậy thì tốt. À, cậu đợi một lát nhé, Lục Lộ sắp tới rồi. Tiếng của chị cả Triệu trở nên xa xôi. Lục Lộ, là chú Phương của con đó, con nói mấy câu với chú ấy đi. Sau một hồi tạp âm sột soạt, trong ống nghe truyền tới một tiếng thở dồn dập nho nhỏ. Phương Mộc nín thở tập trung tư tưởng, chăm chú lắng nghe động tĩnh đầu dây bên kia. Con bé này sao không nói gì đi chứ? Chị cả Triệu thúc giục nó. Lục Lộ à, con khỏe không? Phương Mộc cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để nói. Dù biết gió phía bên kia không nhìn thấy, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ tươi cười. Cô bé vẫn như cũ, không hề đáp lại Phương Mộc. Cứ nghe lời dì Triệu nhớ chưa? Chú sẽ đến đón con nhanh thôi. Phương Mộc hoàn toàn không biết nên nói với nó điều gì. Chú sẽ cho con đến trường. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Cảm ơn. Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng. Tiếp đó điện thoại liền cúp máy. Cảm ơn. Phương Mộc cầm ống nghe sửng sốt. Ra đến cửa, tinh thần Phương Mộc vẫn hoảng loạn như trước, hoàn toàn không biết bản thân đang đi ngược hướng trở về nhà. Cậu càng đi càng nhanh, cuối cùng là chạy. Cậu chạy qua ngã tư đèn đuốc sáng trưng, chạy qua ngõ nhỏ âm u ẩm ướt, chạy qua mọi người đang đi lại trong khu phố sầm uất, chạy qua bãi đất hoang không một bóng người, chạy cho đến khi cổ họng khô khốc, sức cùng lực kiệt, phát hiện trong tay mình vẫn còn xách theo hai chai rượu. Cậu bỗng cảm thấy buồn cười. Phương Mộc mang hai chai rượu đập mạnh vào cột điện. Trong phút chốc, không khí bốc lên một mùi rượu nồng nặc. Phương Mộc ngẩng đầu lên, hướng về những đám mây đen dày đặc trên bầu trời thành phố, gào lên một tiếng thất thanh. Rạng sáng ngày hôm sau, Phương Mộc tới sở. Cậu đi thẳng đến phòng làm việc của Biên Bình, hỏi thăm tiến triển vụ án của Hình cục phó. Vụ án hầu như đã lâm vào bế tắc, không có tiến triển gì. Cục công an đã chỉnh lý đóng gói hồ sơ hoàn tất, chuẩn bị sắp tới sẽ chuyển sang cho viện kiểm sát. Từ phòng Biên Bình đi ra, Phương Mộc liền đi bộ qua phòng hộ tịch. Quả thật,
người ở Lục Gia Thôn hầu như đều không có tư liệu hộ tịch. Lục Thiên Trường đã nói sẽ làm cho Lục Hải Đào và Lục Tam Cường như chưa hề tồn tại, hoàn toàn không phải là lời nói vô căn cứ. Phương Mộc bỗng nhiên muốn cười. Bản thân có thể tồn tại hay không, chỉ có thể dựa vào một tấm thẻ chứng minh nhân dân sao? Nghĩ đến chứng minh thư, Phương Mộc mới nghĩ đến việc phải kiểm tra thiệt hại của mình một chút. Máy chụp hình và tài sản cá nhân mang theo đều là chuyện nhỏ, chứng minh thư nhất định phải làm lại. Còn nữa, phải đi mua một cái điện thoại di động. Chân trái bị Lục Hải Đào cào bị thương, phải khâu hết 3 mũi. Vì chưa cắt chỉ nên đi bộ còn khá khó nhọc. Phương Mộc cân nhắc một chút, vẫn quyết định không lái xe. Vừa đi ra cửa cục công an thành phố, cậu bắt gặp Tiêu Vọng đang lái xe trở về. Anh ta hạ cửa kính xuống, phất tay gọi Phương Mộc. Đi đâu đấy? Tôi đến phân cục. Chứng minh thư bị mất, cả điện thoại di động nữa. Tiêu Vọng không nói gì, mở cửa xe nói, lên xe đi. Từ phân cục đi ra, Tiêu Vọng lại hỏi, về cục hay là về nhà? Phương Mộc lấy tiền từ trong túi áo ra đếm. Không, tôi đi mua điện thoại di động. Điện thoại của cậu đâu? Mất rồi. Hèn gì. Tiêu Vọng nhấn ga một cái. Sáng nay tôi gọi điện cho cậu thì không liên lạc được. Phương Mộc mua một cái sim điện thoại trước, sau đó cùng Tiêu Vọng đến trung tâm thương mại. Sau khi lựa điện thoại xong, Phương Mộc đi nạp tiền, cầm giấy nạp tiền trở về, thấy Tiêu Vọng đang nghịch ngợm chiếc điện thoại mới, nhíu mày hỏi, sao lại mua cái điện thoại y hệt điện thoại cũ vậy? Phí tiền, tôi còn một cái như thế này. Phí tiền thật. Phương Mộc lấy sim lắp vào điện thoại, tại tôi dùng quen rồi nên không thích cái khác. Cậu đúng là lập dị, điện thoại cũng cần phải dùng loại quen thuộc, cứ như dùng súng K54 vậy, không chịu tiến bộ chút nào cả. Từ trung tâm thương mại đi ra, trời đã chạng vạng. Phương Mộc ở trên xe nhìn chăm chú chiếc điện thoại mới, bỗng sững sờ nghĩ đến một việc. Lục Hải Đào đã gửi cho cậu 2 tấm hình, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng nếu như có thể mang về, nhờ bộ phận kỹ thuật xử lý một chút, có lẽ có thể biết Lục Hải Đào rốt cục đã nhìn thấy cái gì. Chỉ có điều việc đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Vọng thấy Phương Mộc sắc mặt u ám, ngẫm nghĩ một chút rồi thấp giọng nói, đi uống rượu với tôi nhé. Phương Mộc cũng muốn thoát khỏi cảm giác buồn chán, cười trả lời, được. Tiêu Vọng tìm đến một quán rượu khá nổi tiếng. Phương Mộc nhìn thấy rượu liền líu lưỡi. Được cái quán không đông lắm, không gian cũng rất yên tĩnh. Đồ ăn đồ uống được mang lên, Phương Mộc chán nản ăn uống, cảm giác Tiêu Vọng đang nhìn mình chăm chú. Hai người chỉ thỉnh thoảng mới tán gẫu vài câu, cho đến khi uống hết 7-8 chai bia mới bắt đầu nói nhiều hơn. Gần đây cậu đang làm cái gì mà bận rộn dữ vậy? Tiêu Vọng đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, cũng tự châm cho mình một điếu. Điều tra vụ án hình cục phó à? Phương Mộc ừ một tiếng, xem như trả lời. Cậu cũng thật là cố chấp, người như cậu bây giờ có lẽ cũng hiếm lắm rồi. Không phải đâu, mọi người cũng đang điều tra vụ này mà. Cậu nói ban chuyên án à? Chỉ là hình thức thôi. Sao? Xem tình hình bây giờ, ai còn dám rước họa vào thân? Bọn Trịnh Lâm tích cực như thế nào, nhưng rồi sao chứ, cũng đứt gánh mà thôi. Cậu điều tra vụ này thì cũng có người khác điều tra cậu. Khốn kiếp, chúng ta mấy người có thể cam đoan là không có tật xấu chứ? Cho nên tự bảo vệ mình còn không kịp, tâm trạng nào mà điều tra nữa. Phương Mộc không nói lời nào. Tiêu Vọng vừa rót bia cho Phương Mộc vừa nói tiếp, cho nên mới nói việc gì phải buông thì nên buông. Tôi biết quan hệ giữa cậu và hình cục phó rất tốt, nhưng tôi có một câu muốn khuyên cậu. Tai họa do trời, còn có thể sống. Tự mình gây họa, không trốn dung thân. Chúng ta cũng đều đã cố hết sức rồi. Tôi có thể hiểu là anh cũng không chịu giúp tôi. Tôi khuyên cậu buông tay chính là đang giúp cậu đó. Tiêu Vọng bỗng cao giọng, còn nữa, cậu không chịu nói gì với tôi, bảo tôi giúp cậu bằng cách nào? Phương Mộc thẫn thờ hồi lâu không nói gì, cuối cùng giơ ly bia lên, uống đi. Sau khi tính tiền, Tiêu Vọng dường như nhớ đến chuyện gì đó, hớn hở nói, à đúng rồi, có một chuyện này tôi quên chưa nói cho cậu biết. Sắp tới tôi sẽ được điều đến công tác ở đây luôn. Sao? Phương Mộc hơi kinh ngạc, quyết định lâu chưa vậy? Mấy ngày trước thôi,
còn một số thủ tục chưa làm xong. Con người thì nên tìm chỗ cao mà đi. Lãnh đạo cũng đánh giá năng lực làm việc của tôi khá tốt. Chúc mừng anh. Ở đây anh có thể tha hồ phô diễn khả năng. Tiêu Vọng vui vẻ nói. Kỳ thật tôi muốn chuyển đến đây một phần cũng vì cậu. Vì tôi? Phương Mộc trợn tròn hai mắt. Ừ. Tiêu Vọng ngồi thẳng người dậy, giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Cậu là một nhân tài hiếm có, hai ta kề vai sát cánh, chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Phương Mộc bật cười nói. Người anh em, anh quá tâng bốc tôi rồi. Không phải tôi tâng bốc cậu, tôi không nhìn lầm người đâu. Cho nên tôi hy vọng cậu, không, phải là yêu cầu cậu, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng lãng phí tài năng của mình. Vừa đi ra đến cửa quán, trên lầu lập tức chuyển đến một loạt âm thanh ồn ào náo động. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một bóng người đang lăn từ trên cầu thang xuống, nặng nề ngã bịch trên đại sảnh. Một vài người thanh niên từ trên cầu thang bước nhanh xuống, cầm đầu là một gã đàn ông cao to, tóc húi cua, trên cánh tay xăm hình một con cá. Mấy người đó vọt tới người vừa mới bị ngã xuống, vây hắn lại đấm đá túi bụi. Gã thanh niên xăm mình vừa đá vừa mắng. Chết đi, cái thằng biến thái, tao đá chết mày. Phương Mộc hơi nhíu mày, nhấc chân chuẩn bị tiến lên can ngăn, lại bị Tiêu Vọng ra sức giữ chặt. Cậu xem. Tiêu Vọng hướng người mặt mũi bị bầm dập trên đất chảy môi. Phương Mộc tập trung nhìn kỹ, trong lòng lại trào lên cảm giác sảng khoái. Kẻ đó chính là viên bảo vệ của khách sạn Thành Loan, Cảnh Húc. Đây là loại cặn bã của xã hội, đánh chết nó là bớt đi một thằng. Tiêu Vọng vô cùng thoải mái, kéo một cái ghế lại ngồi xuống, coi như giúp cho bọn Trịnh Lâm báo thù. Phương Mộc tuy không có ý định ngăn cản, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Cảnh Húc bị đánh. Cậu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nói khẽ với Tiêu Vọng. Đi thôi, đợi một lát đi. Thật là hả giận mà. Lúc này, một cô gái trẻ tuổi mặc váy ngắn cũng từ trên cầu thang chạy xuống, vùng túi sách trong tay lên, đánh loạn xạ vào Cảnh Húc. Chết đi, đổ biến thái, xem ngươi còn dám trêu ghẹo láo nương nữa không. Đập một trận, cô gái mệt đến nỗi thở không ra hơi, trong miệng vẫn liên tục rủa xả. Chồng à, đánh hắn mạnh tay vào. Nam tử xăm hình đáp lại một tiếng, ra tay càng thêm hung ác. Quản lý quán và mấy người bảo vệ liền chạy tới rất nhanh, vất vả lắm họ mới giữ được mấy thanh niên hung bạo kia. Gã đàn ông xăm hình chỉ vào mũi quản lý nói. Không phải chuyện của ông, cút xa một chút cho tôi. Quản lý lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh hai, muốn đánh nhau các người ra ngoài mà đánh. Đánh chết người cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Nhưng lúc đó các anh có thể gặp phiền toái đó. Gã đàn ông xăm mình nhìn Cảnh Húc, lúc này gần như đã ngất xỉu, cũng có chút do dự. Cô gái còn cảm thấy chưa hả giận, liền kéo hắn qua, thấp giọng thì thầm mấy câu. Gã đàn ông xăm mình đầu tiên còn hơi kinh ngạc, tiếp đó là dáng vẻ không nhịn được cười. Được, tôi không đánh thằng khốn này nữa. Hắn cười rất xấu xa, nhìn chung quanh một chút rồi nói tiếp. Có điều, mọi người có muốn nhìn thái giám là như thế nào không? Mấy thanh niên ban đầu còn tỏ ra sửng sốt, sau đó lập tức cười vang. Xem! Lột hắn! Thấy bọn hắn không tiếp tục đánh người nữa, quản lý quán buông gã đàn ông xăm mình ra. Cảnh Húc giờ phút này lại đột nhiên tỉnh táo lại, vừa dùng cả tay chân bỏ ra ngoài cửa, vừa đau khổ cầu xin. Không, đừng, tôi không dám. Gã đàn ông túm chặt hai chân hắn, giống như đang lôi một con chó, xoay người nói với mấy thanh niên kia. Các anh em, lột sạch hắn cho tôi. Mấy thanh niên còn lại đồng loạt xông lên, ấn đùi xuống, tháo dây thắt lưng, lột quần ra. Rất nhanh, phía dưới của Cảnh Húc chỉ còn lại một cái quần lót. Cảnh Húc ra sức giữ chặt cái quần lót, trước là cầu xin, sau đó vừa khóc vừa chửi. Cuối cùng, giống như một con giá thú cao giọng gào thét. Gã đàn ông xăm mình thấy Cảnh Húc không chịu buông tay, kiên quyết dùng sức kéo quần lót của hắn. Tiếp theo đó là một tiếng dẹt vang lên. Phương Mộc không chịu nổi, cậu bước nhanh tới trước, đạp một đạp vào lưng gã đàn ông xăm mình. Hắn bị tấn công bất ngờ nên không kịp đề phòng, cắm đầu ngã quỵ trên người Cảnh Húc. Chờ lúc hắn đứng lên, xoay người định chửi, một tấm thẻ cảnh sát đã dí vào mũi hắn. Gã đàn ông xăm mình lập tức kinh hoàng. Mấy người thanh niên định xông lên giúp đỡ cũng đứng ngây ngốc tại chỗ. Hoặc là biến đi bây giờ, hoặc theo tôi đến đồn công an. Phương Mộc mặt lạnh băng nói. Khởi tố anh về tội cố ý gây thương tích. Cậu chăm chú nhìn Cảnh Húc rồi nói tiếp. Tôi tin chắc hắn cũng sẽ tố cáo anh tội làm nhục người khác.
Gã đàn ông xăm mình tức giận nhìn Phương Mộc vài giây, xoay người đá Cảnh Húc một cái, rồi quát đồng bọn. Đi thôi. Tiêu Vọng nhìn bọn hắn đi ra khỏi quán, rồi lại quay đầu nhìn Phương Mộc, nửa oán trách, nửa bất lực nhún vai. Quản lý quán không chút khách khí đá Cảnh Húc. Này, mày cũng nhanh chóng cút đi, đừng làm cản trở công việc làm ăn của chúng ta. Cảnh Húc từ từ đứng lên, cúi đầu, lấy quần mặc vào, hoảng sợ run run bước ra cửa. Lúc đi ngang qua Phương Mộc, hắn ngẩng đầu, làn môi đã sưng vù mấp máy, dường như muốn nói gì đó. Phương Mộc nhìn bộ mặt đã hoàn toàn biến dạng của hắn, lạnh lẽo nói. Anh không sao chứ? Lời còn chưa dứt, Cảnh Húc đã oẹ ra một ngụm máu tươi, cắm đầu ngã quỵ dưới chân Phương Mộc. Trong hành lang bệnh viện nhân dân số 2, Phương Mộc ngồi trên ghế dài, nhìn Tiêu Vọng phía xa đang cầm mấy tờ giấy đi về phía mình. Hắn như thế nào rồi? Xương sườn một bị gãy, một bị nứt, phổi thì bầm tím, môi bị rách. Tiêu Vọng lờ đờ uể oải nói, không sao, chưa chết được đâu. Phương Mộc nhìn qua loa giấy chuẩn đoán bệnh, thông báo cho người nhà hắn chưa? Hắn nói hắn không có người thân ở thành phố này. Vậy phải làm thế nào đây? Còn có thể làm sao nữa? Tống hắn về nhà thôi. Trên người thằng khốn này còn chưa đến 300 tệ, ở lại bệnh viện sao được? Cậu không định đóng giúp tiền viện phí cho hắn chứ? Cái đó thì không. Phương Mộc khẽ cười, đi thôi. Nhà Cảnh Húc nằm trong tòa nhà dành cho công nhân viên chức nhà máy cơ khí trước đây, có khả năng cha mẹ đã để lại cho hắn. Tòa nhà không có người quản lý, sập sệ rách nát vô cùng. Tiêu Vọng dừng xe dưới nhà Cảnh Húc, rồi xoay người quát hắn, xuống xe. Cảnh Húc lờ mờ nhìn ngó bốn phía, sau khi nhận ra là nhà mình, cố sức nhấc chân xuống xe. Vừa mới bước xuống đất, toàn thân tê liệt ngã xuống. Phương Mộc liền đưa tay giữ chặt hắn. Mau lên! Tiêu Vọng nổi khủng quát, khốn kiếp, đừng có mà mè nhau. Thôi đi. Phương Mộc nhìn thấy Cảnh Húc rên rỉ, không nhẫn tâm nói, để tôi đưa hắn lên. Cảnh Húc ở trên tầng 3, nói là dìu, nhưng thực ra Phương Mộc phải vác hắn đi lên. Đỡ Cảnh Húc nằm trên ghế sofa, Phương Mộc cũng cảm thấy mệt lử, người đầy mồ hôi, ngồi phịch xuống đối diện với Cảnh Húc thở hổn hển. Phương Mộc quét ánh mắt qua người Cảnh Húc đang như một con chó chết co quắp trên sofa, cảm thấy chán ghét không nói nên lời. Bỗng nhiên Cảnh Húc cựa quậy, sờ soạn khắp người. Phương Mộc hỏi, tìm cái gì? Thuốc. Phương Mộc ngẫm nghĩ, lấy ra một hộp thuốc lá, tự châm một điếu, lại đưa cho hắn một điếu. Anh không nên hút thuốc, coi chừng ho ra máu. Cảnh Húc vội vã đốt thuốc, ra sức hút một hơi. Quả thật, hắn bị ho dữ dội. Phương Mộc đá một cuộn giấy ở dưới chân qua, ra hiệu cho hắn lau máu trên miệng. Đừng hành hạ bản thân, nếu như anh không muốn chết sớm. Cảnh Húc bỗng nhiên cười lớn, lập tức vo giấy vệ sinh thành một cục, hung hăng ném trên mặt đất. Tôi bây giờ với chết thì có gì khác biệt sao? Phương Mộc im lặng một hồi rồi hỏi, vì sao mấy người đó lại đánh anh vậy? Cảnh Húc ngửa mặt dựa vào ghế sofa, tựa như đang ngây ngất. Cái con đàn bà thối tha đó, ra vẻ ta đây là một tiểu thư. Tôi dùng ngón tay móc của nó, con điếm này liền tìm bạn trai nó. Phương Mộc lạnh nhạt mở miệng, quả thật là một thằng biến thái đáng chết. Biến thái đáng chết. Vẻ tươi cười trên mặt Cảnh Húc dần dần biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và tuyệt vọng. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, rất nhanh hắn tháo dây lưng quần, cởi quần ra. Dương vật của hắn đã bị cắt đứt đến tận gốc, chỉ còn lại hai quả tinh hoàn lắc lư, trông rất buồn cười. Anh cho rằng tôi muốn như vậy lắm sao? Trong giọng nói của Cảnh Húc kèm theo những tiếng nức nở. Nếu như tôi có thứ này, tôi dùng tay móc bọn nó để làm gì chứ? Phương Mộc rời ánh mắt, thấp giọng hỏi, ai đã làm thế? Ông chủ. Cảnh Húc suy sụp, ngã ngồi xuống sofa. Cái tên họ Kim à? Hắn thì tính quái gì? Thế ông chủ của anh vì sao lại đối xử với anh như thế? Cảnh Húc không lên tiếng, dường như cũng không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ. Hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng, có con chim non, ông chủ vốn để lại có việc, nhưng bị tôi chơi trước. Cảnh Húc ánh mắt trống rỗng, giọng điệu cũng không hề lên xuống.
Đó là một con bé thôn nữ của thành phố S. Bình thường tôi đã gai mắt rồi. Hôm đó xem phim sách, chịu không được, nên đã... Con bé kia tên gì? Phương Mộc cắt ngang lời nói của hắn. Người đột nhiên thẳng dậy, quả đấm cũng nắm chặt. Hình như là họ Lục. Cảnh Húc duỗi hai ngón tay ra, làm động tác như muốn hút thuốc. Chơi thì chơi, tôi nhớ thế nào được. Phương Mộc đột nhiên cầm cả bao thuốc ném mạnh qua, nhưng bao thuốc chỉ rơi nhẹ trên ngực Cảnh Húc. Cảnh Húc lại rút ra một điếu châm lửa, không chú ý chút nào đến Phương Mộc. Cả người lúc này như hóa đá, cơ thịt trên mặt nổi lên quần quận. Càng không biết có phải cậu đang hận vì trong tay mình sao lại là bao thuốc mà không phải là một cục gạch hay không. Dương Mẫn đã từng dặn cậu, một khi tìm được người làm hại Lục Lộ, tuyệt đối không được tha cho hắn. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc báo thù. Phương Mộc ra sức nhắm mắt lại, vài giây sau thấp giọng hỏi, ông chủ của anh là ai? Nghe thấy câu hỏi này, đôi mắt Cảnh Húc đang khép hờ bỗng mở to, quan sát Phương Mộc từ trên xuống dưới vài lần, chợt lại ngửa đầu nhắm mắt. Phương Mộc biết hắn đang nghĩ gì. Lần trước mất đi của quý, nếu như lần này nói thêm nữa, chỉ sợ sẽ mất luôn cái đầu. Làm thế nào có thể cậy miệng hắn đây? Phương Mộc đang suy nghĩ biện pháp, Cảnh Húc lại đột nhiên mở miệng. Vì sao anh lại giúp tôi? Phương Mộc bị hỏi bất ngờ, chỉ có thể vội vàng trả lời. Vì tôi là cảnh sát. Cảnh sát? Cái tên họ Trịnh cũng là cảnh sát. Anh so với bọn hắn có tốt hơn một chút đó. Bọn họ cũng là cảnh sát tốt. Phương Mộc lạnh nhạt trả lời. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện làm giả băng ghi hình, chuyện đó thì bọn họ không sai. Cảnh Húc đột nhiên nghiêng người về phía trước, ánh mắt hùng hổ nói. Cuốn băng ghi hình đó đích xác là có thực. Phương Mộc nhìn chằm chằm Cảnh Húc nửa phút, thấp giọng hỏi, anh nói cái gì? Ý của tôi là nội dung cuốn băng ghi hình đó đích xác là như vậy. Cảnh Húc nét mặt trở nên nghiêm túc. Làm sao anh lại biết tình hình ngày hôm đó? Phương Mộc hô hấp trở nên dồn dập. Hệ thống camera ngày hôm đó không tắt, đúng không? Ông chủ bảo tôi tắt, nhưng tôi không tắt. Cảnh Húc bỗng nhiên cười lớn. Tôi không chỉ có băng ghi hình ngày hôm đó, mà còn có nhiều băng ghi hình khác. Sao? Còn có gì nữa? Phương Mộc kinh ngạc hỏi. Khách sạn Thành Loan có nhiều phòng hạng sang, thật ra là một nơi dùng để tiếp đái khách của ông chủ. Trong những phòng đó đều có trang bị camera. Mọi chuyện những người khách đó làm đều bị thu lại. Tương lai có thể trở thành con bài tốt nắm trong tay. Hắn muốn cười phá lên. Tôi lén sao lại một bản, lúc cần thiết có thể làm con đường lui cho bản thân. Phương Mộc nhớ đến người quản lý tầng trệt từng nhắc tới. Những căn phòng kia so với khách sạn 5 sao cũng không kém. Cậu không nói gì, lặng lặng nhìn Cảnh Húc. Cảnh Húc cũng không nói gì, nghiêng đầu nhìn Phương Mộc. Vì sao anh lại muốn nói với tôi những điều này? Thứ nhất, anh giúp tôi không bị làm nhục trước mọi người. Thứ hai, chuyện này tôi không thể bỏ qua như thế được. Thứ ba, tôi cần một khoản tiền để rời khỏi nơi này. Anh muốn bao nhiêu? 50 vạn. Không được. Cảnh Húc cười lạnh một tiếng. Cục công an mà thiếu tiền sao? Đây không phải là chuyện của cục công an. Phương Mộc đột nhiên cất cao giọng. Mà là của riêng tôi. Cảnh Húc kinh ngạc, hai mắt trợn lên nhìn Phương Mộc. Vài giây sau, giọng điệu mềm xuống nói. 30 vạn, không thể ít hơn được nữa. Được. Phương Mộc đứng dậy. Tôi sẽ lập tức đi lo tiền. Mấy ngày tới, anh đừng có đi đâu. Chờ điện thoại của tôi. Đi xuống dưới lầu, Tiêu Vọng đang bực tức vì phải đợi lâu, hùng hổ hỏi. Mẹ kiếp, cậu làm cái khỉ gì trên đó vậy? Nói chuyện lý tưởng với hắn à? Phương Mộc không trả lời. Cậu đang nghĩ, đi đến nơi nào để kiếm 30 vạn tệ đây? Xe tải vừa đi vào con đường mòn thì nhìn thấy một chiếc xe giống như đúc đang đậu ở bên cạnh sườn núi. Tài xế dừng xe tắt máy, đồng thời cửa của chiếc xe kia cũng mở ra. Có mấy người nhảy xuống xe đi đến bên này. Tài xế không xuống xe, lặng lặng nhìn bọn họ từ từ tới gần. Vừa lưu ý động tĩnh xung quanh, vừa thò tay đặt trên khẩu súng dưới thắt lưng. Bọn họ tới sớm hơn so với bình thường mấy tiếng, bởi vì hôm nay trên xe có hàng hóa đặc biệt. Lục Thiên Trường nhìn trên dưới buồng lái mấy lần,
dường như đang tìm thứ gì đó. Sau khi không thu hoạch được gì, thấp giọng hỏi: "Có mang tới không?" Tài xế nhìn Lục Thiên Trường, thò tay xuống chỗ ngồi, lấy ra một cái túi nhựa màu đen rồi đưa cho hắn. Lục Thiên Trường mở túi nhựa, xé tờ báo bọc bên ngoài ra. Bên trong là 4 khẩu súng lục K54 và mấy hộp đạn. Lục Thiên Trường hai mắt bỗng sáng ngời, ngón tay sờ nhẹ cả 4 khẩu súng, miệng tấm tắc nói: "Đây mới đúng là đồ xịn." Hắn cầm lấy một khẩu, cạch một tiếng kéo khóa nòng, gỡ băng đạn xuống rồi cắm trở lại. Sau đó ấn khóa nòng, nòng súng cũng trở lại vị trí cũ. Tài xế lạnh nhạt nhìn Lục Thiên Trường đang bừng bừng hưng phấn, trong lòng thầm buồn cười. Vô văn hóa, vẫn là vô văn hóa mà thôi. Mấy chữ sản xuất tại Long Hóa cũng không biết nhìn. Sau khi nhìn thấy ánh đèn xe tải biến mất giữa núi đá, Lục Thiên Trường mới phất tay, bảo mọi người lên xe. Nhìn túi nhựa trong tay nặng chỉnh chỉnh, lông mày Lục Thiên Trường hơi giãn ra. Cho dù là chuyện Lục Hải Đào vào thành phố hay sự xuất hiện của cái tên nhiếp ảnh họ Phương kia, Lục Thiên Trường đều giấu Lương Tứ Hải. Một khi Lương Tứ Hải không còn tin tưởng hắn nữa, Lục Gia Thôn sẽ trở nên nghèo khó chỉ trong một đêm. Thật sự, hắn không muốn mất đi ông thần tài này. Chỉ có điều, chuyện phát sinh mấy ngày hôm trước khiến Lục Thiên Trường cảm thấy uy tín của mình có chút lung lay. Hắn cần phải khiến cho thế lực bản thân càng thêm hùng mạnh. Đối phó với mấy thôn dân kia, chỉ trông vào tiền hiển nhiên là không đủ. Vừa đấm vừa xoa mới là một biện pháp tốt. Lục Thiên Trường xoa xoa túi nhựa, trong nháy mắt hắn cảm thấy cái lưỡi gà bằng đồng đang cọ vào thắt lưng. Phương Mộc là người không để tâm tới chuyện tiền bạc, nhưng gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này, cậu thật sự cần đến nó. 30 vạn, đó không phải là một con số nhỏ. Cậu phải đi đâu để kiếm khoản tiền này đây? Không thể trông cậy vào kinh phí phá án của Cục Công an thành phố. Cho dù có được phê duyệt đi nữa, nếu để lộ tin tức, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phương Mộc chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Nhưng cậu làm cảnh sát mấy năm qua, tiền tiết kiệm được rất ít. Tiền lương mỗi tháng trừ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, số còn lại cậu đều cấp cho cô nhi viên. Phương Mộc ngồi trước bàn, mặt mày ủ rũ, lục lọi trong danh bạ mấy lần, cậu mới phát hiện bạn bè của mình hầu như không có ai giàu có cả. Phương Mộc buồn bực nôn nóng, đi đi lại lại trong phòng khách. Vừa mới đi được mấy bước, Phương Mộc liền đứng lại. Cậu nhìn những vách tường loang lổ xung quanh, khẽ thở dài một tiếng. Vì hình cục phó, cậu đành phải làm vậy thôi. Chiều ngày thứ ba, Phương Mộc bước ra từ ngân hàng. Cậu móc điện thoại, bấm số điện thoại của Cảnh Húc. Lông mày không nhịn được càng nhíu thật chặt. Điện thoại Cảnh Húc không có ai bắt máy. Phương Mộc vẫy tay gọi một chiếc taxi. Nghĩ ngợi hồi lâu, lại bấm số điện thoại của Tiêu Vọng. Lúc tới dưới nhà Cảnh Húc, Tiêu Vọng đã đứng đợi từ lâu. Phương Mộc chạy tới thấp giọng hỏi: "Không nói cho người khác biết chứ?" "Không có, cậu dặn dò kỹ như vậy, tôi sao có thể quên?" Tiêu Vọng vẻ mặt nghi ngờ hỏi tiếp: "Nhưng đến đây để làm gì vậy?" Phương Mộc không trả lời, ra hiệu Tiêu Vọng cùng mình đi lên lầu. Buổi giao dịch hôm nay, Phương Mộc định nhờ Biên Bình tới chứng kiến, nhưng Cảnh Húc lại không nghe điện thoại. Điều này làm cho Phương Mộc có chút dự cảm chẳng lành. Thế nên, cậu tạm thời quyết định đổi Biên Bình thành Tiêu Vọng. Nếu như gặp tình huống khẩn cấp, Tiêu Vọng hiển nhiên có lợi thế hơn so với Biên Bình. Hai người rón rén đi lên lầu 3. Phương Mộc quan sát động tĩnh xung quanh, rồi đưa tay ra gõ cửa. Không hề có tiếng đáp lại. Mồ hôi lạnh từ trên trán Phương Mộc lập tức thấm ra. Cậu run run lấy điện thoại, bấm số điện thoại Cảnh Húc một lần nữa. Chuông điện thoại từ trong nhà Cảnh Húc vang lên. Phương Mộc lập tức ngây người. Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, dùng tay đẩy nhẹ cửa phòng. Cửa kéo kẹt một tiếng rồi mở ra. Tiêu Vọng không nói một lời, đưa tay xuống rút súng, lên đạn, rồi xông vào trong nhà. Phương Mộc cũng cúp điện thoại xông vào theo. Tuy rằng đang là buổi chiều, nhưng các cửa sổ trong phòng đều khép kín, còn kéo rèm che thật dày. Mọi vật xung quanh đều chìm trong bóng tối. Tiêu Vọng hít hít lỗ mũi, trao đổi ánh mắt với Phương Mộc. Đó là một mùi máu tươi tanh nồng. Tay Phương Mộc bỗng chốc run rẩy. Cậu bước nhanh về phía phòng ngủ bên phải, lấy hết sức đẩy cánh cửa phòng.
Phương Mộc bật công tắc đèn. Trong phút chốc, phòng ngủ sáng choang, nhưng không có một bóng người. Cậu thầm chửi thề một câu. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Vọng. Phương Mộc vội chạy về hướng có tiếng kêu, thì nhìn thấy Tiêu Vọng đứng ở cửa nhà vệ sinh, sững sờ nhìn vào bên trong. Đáy lòng Phương Mộc bỗng trào lên một cảm giác buốt lạnh. Cậu bước nhanh tới. Cảnh tượng hãi hùng trong nhà vệ sinh khiến cậu trợn tròn mắt. Cảnh Húc đang quận tròn trong bồn tắm, một sợi dây phơi quần áo đang quấn chặt trên cổ. Vết hằn đã biến thành tím đen. Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng. Theo bản năng định tiến tới xem xét, nhưng bị Tiêu Vọng túm chặt lại. Tiêu Vọng kéo Phương Mộc tới trước sofa, ấn cậu ngồi xuống, sau đó ngồi xổm trước mặt Phương Mộc, ánh mắt sáng rực hỏi: "Rốt cục chuyện này là như thế nào?" Phương Mộc biết không thể giấu giếm được nữa, liền đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Tiêu Vọng nghe. Tiêu Vọng càng nghe, sắc mặt càng trở nên thâm trầm, cuối cùng đứng lên, đút súng trở lại trong bao, đứng chống lạnh gần nửa phút, sau đó gần từng chữ hỏi: "Sao lúc ấy cậu lại không nói cho tôi biết?" Phương Mộc không phản bác, vùi mặt trong lòng bàn tay, thở dài một tiếng. "Không tin tưởng tôi đúng không? Nếu như lúc đó cậu nói cho tôi biết, thì chúng ta có thể một người đi lo tiền, một người bảo vệ Cảnh Húc. Nhưng bây giờ thì sao? Sai một ly là lỡ mất cơ hội phá án." "Đừng nói nữa." Phương Mộc vụt đứng dậy, đẩy anh ta ra rồi đi tới nhà vệ sinh. "Cậu đừng có làm bậy, chúng ta phải nhanh đi thôi, nếu không sẽ không thể giải trình đâu." Phương Mộc không thèm để ý anh ta, tự ý đến cạnh thi thể Cảnh Húc. Từ dấu hiệu trên thi thể, Cảnh Húc ít nhất đã chết hơn 20 tiếng, nạn nhân bị ngạt thở cho đến chết. Phương Mộc nhìn vết máu đá khô trên y phục của Cảnh Húc, chân mày cau lại. Hung khí là dây phơi quần áo trên cổ, vậy vết máu trên người hắn từ đâu mà có? Phương Mộc nghĩ ngợi, xách từ góc tường lên một cây thông bồn cầu, dùng cán gỗ chọc vào phía dưới của thi thể, tiếp tục dùng lực cạy về phía sau. Thi thể Cảnh Húc đổ về phía trước. Phương Mộc hít một hơi thật sâu. Trên tay phải của Cảnh Húc, trừ ngón cái và ngón trỏ, còn lại đều bị chặt đứt. Những ngón tay bầy nhầy máu thịt, có thể thấy gió xương lòi ra. Cẩn thận quan sát, trên phần thịt ở mỗi góc ngón tay bị chặt đứt như có một thứ gì đó. Phương Mộc dùng một bàn tay đỡ thi thể, một bàn tay khác lấy chùm chìa khóa ra, mở bấm móng tay trên khuyên chìa khóa, kẹp chặt một vật lạ, chậm rãi rút ra. Đó là gốc của một cây tăm. Hung thủ chặt đứt ngón tay của Cảnh Húc, lại dùng từng cây tăm cắm vào. Hắn đã bị bức cung. Tiêu Vọng đã đứng đằng sau Phương Mộc từ lúc nào. Anh ta cẩn thận nhặt một cây tăm lên xem, rồi lại cắm lại như cũ. "Chuyện hôm đó cậu còn nói lại với ai không?" "Không có." Phương Mộc lắc đầu. "Hung thủ đang tìm một cái gì đó, có lẽ chính là những quận băng kia hình mà hắn nói với cậu." Phương Mộc mặt xám như tro, đặt thi thể Cảnh Húc xuống, rồi tìm kiếm khắp các phòng. "Đừng phí sức nữa, loại người như hắn gắng gượng không được bao lâu đâu. Chỉ cần 3 ngón chắc chắn đã khai rồi. Nếu không, hung thủ cũng sẽ không để lại cho hắn 2 ngón. Tới hỗ trợ tôi đi." Tiêu Vọng nhặt một tấm khăn mặt lên, lau sạch mấy thứ chúng ta đã chạm vào đi. Đừng lưu lại vết tích, cho thấy chúng ta đã từng đến nơi này. Mười lăm phút đồng hồ sau, Tiêu Vọng và Phương Mộc lái xe tới một chỗ vắng vẻ yên tĩnh. Tiêu Vọng đem chiếc khăn lông lúc nãy thấm đầy xăng, sau đó châm lửa đốt. Phương Mộc lặng lặng ngồi trên xe, nhìn chiếc khăn biến thành khói bụi. Một chút hy vọng vừa mới dấy lên, bây giờ cũng giống như nó tan theo mây khói. Tiêu Vọng trở vào trong xe, đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, chính mình cũng châm một điếu, nhìn chằng chọc về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, anh ta mở miệng hỏi: "Thằng quỷ này chắc đã chết hơn 24 tiếng. Hôm vụ án xảy ra, cậu không gọi điện thoại cho hắn chứ?" "Không có." "Hôm nay gọi mấy lần?" "Hai lần." "Ừ, có ai hỏi chúng ta gọi điện cho hắn làm gì thì nói chiều nay tôi và cậu đang đi điều tra, định gọi điện thoại cho Cảnh Húc để xác minh chuyện máy thu hình lần nữa. Nhớ ký chưa?" Phương Mộc gật gật đầu. Tiêu Vọng khởi động xe, tăng ga rời đi. Đi được vài dặm, Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc đang trong tình trạng tinh thần sa sút cực độ, khẽ cười nói: "Nghĩ theo hướng tích cực, ít ra cậu cũng tiết kiệm được 30 vạn. Đúng rồi,
Nói đến khoản tiền này, tôi muốn hỏi cậu một chút. Cậu lấy nó ở đâu ra vậy? Phương Mộc liếm đôi môi khô khốc, khó nhọc nói. Tôi cầm căn nhà. Tiêu Vọng kinh ngạc bứt lông mày. Mẹ kiếp, cậu thực quá nghĩa khí. Không, không phải châm chọc cậu đâu. Đây là lời nói thật lòng của tôi. Hình cục phó có bằng hữu như cậu, thật là có phúc. Anh ta dừng một chút, thấp giọng nói. Tôi cũng hy vọng có một người bằng hữu như cậu với ông ta vậy. Đừng nói nữa. Phương! Đừng nói nữa. Phương Mộc cắt ngang lời nói của Tiêu Vọng. Bây giờ, khi nghĩ đến hình cục phó, không hiểu sao cậu có cảm giác càng thêm khó chịu.